hãy cười lên để cho tiếng đời vui thắm lòng. Chớ buồn đau với thanh nam cười vui sống. Kiếp người đâu bao thời gian sao ta u sầu. Người nắm tay ta dắt nhau ta bước lên. Hãy cười lên nắng xuân từng bừng dân tiên. Đừng đắn đo trái tim yêu đời dân yên. Hãy cười vui cứ cười vui thanh nam tình ngoài đời. Ngoài sống vui cho cuộc đời còn lại chi. Chờ chút xíu đi, chút xíu mình quay lại mình chở cho ha. Trời ơi, tôi đang gấp mà. Biết rồi, thấy tướng gấp biết rồi. Đứng đó chờ chút nữa tiếng hồ tôi quay lại tôi chở cho à. Ai vậy anh Tư? Mối cô ơi, tôi cỡ này tôi đi mối không à cô. Chứ khách lẻ tôi ít có đi lắm cô. Trời ơi, nhờ cúng đó. Rằm năm rồi đó tôi cúng cô hồ. Thành thử bây giờ quá trời khách thấy không. Thì sao? Ờ, nè, tiếp. Trời ơi, không có được cái chuyện té anh Tư hả? À. Sao đâu, từ từ yên chí ngồi đi, đừng bạn mà. Trời ơi, quá trời mẫu rồi. Đảm bảo xích lô nhưng mà thắng hơi không à. Xích lô có bằng lái cô ơi. Xích lô này có trình độ công nghiệp cô à. Anh Tư, anh lấy nhiêu tiền vậy? Ôi, cho nhiêu cho cô ơi. Mình bà con ở trong thành phố không mà. Ừ, vậy anh cho em gửi tiền nè. Trời ơi, cô gửi chi nhiều vậy cô? Có nhiêu đâu mà nhiều. Cô ơi. Dạ. Cô cho mình gửi tiền thối cô. Cho anh... gửi tiền thối cô. Anh Tư, anh thối gì nhiều quá vậy? Trời ơi, có bao nhiêu đâu cô ơi. Đáng lý ra tôi chở không, tôi không lấy tiền nữa. Mà không lấy tiền, chiều không có tiền đóng hụi chứ. Anh Tư tử tế quá. Cũng không tử tế gì đâu cô ơi. Tại chỗ quen biết, chứ gặp mấy mối lạ tôi sắc cũng đẹp mà. Thôi được rồi, anh Tư, anh ngồi nghỉ nghe. Để em lấy miếng nước cho anh Tư uống. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cô ơi. Dạ. Cô cho mình ly nước mưa nhập nha cô. Cái gì? Nước mưa nhập là nước mưa gì? Lấy nước mưa Singapore. Trời đất ơi, cái anh này giỡn không à. Chứ đừng lấy nước mưa Iraq uống hôi dầu lửa cô ơi. Ê, bà mẹ nó, ba tình hình sức khỏe năm nay làm như nó xuống cấp mấy cha. Nó xuống hỏng hay, nó xuống từ dạo ấy đến nay hay sao. Ê, làm như nó bị suy dinh dưỡng hay sao. Mới đi có một cuốc mà sao nó quải quá trời quá đất gì nữa mới. Chiều nay chắc về sớm quá. Về sớm cho tài xế nó xách xe ba gác nó chở lại bệnh viện Nhi Đồng kiểm tra ba cái sức khỏe lại coi. Quá trời quải. Tình hình này mà không ổn chắc ở trần gian không lâu quá. Cỡ 100 tuổi phải về trời trình diện quá. Quá yếu. Trời ơi bà mẹ, cái xe mắc mới mấy đám mưa xét mẹ rồi. Loại Toyota này làm như vàng đồng, nó yếu hơn cái vàng đồng xe tăng thiết giáp mấy cha ơi. Quá bèo. Chùi lại cái xe cái coi. Mình không lao chùi thì xe nó cũ. Lao 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 chùi chùi lao lao. Ôi ta lao xe để cho xe bóng. Nếu ta không lao thì nó không bóng. Nó không bóng thì người ta không đi. Người ta không đi thì mình bị ế. Anh làm gì vậy? Dạ tôi giật cô ơi. Giật cái gì? Tôi giật ca. Tính chuyến này chuyển nghề làm ca sĩ. Chạy xích lô hoài, nghèo quá cô ơi. Tôi giật hoài hả cô. Mấy tháng nay á, đêm nào cũng đúng 12 giờ khuya tôi thức dậy tôi giật ca, bị công an mời hoài cô. Ủa, anh giật ca sao bị công an mời? Bị nhà tôi kế công an phường đó cô. Rồi. Rồi nửa đêm khuya tôi giật, tôi mở cửa sổ tôi đút đầu qua bên công an tôi ca. Trời đất. Rồi thành thử công an mời tôi làm việc. Gần đây đêm nào tôi cũng làm việc với công an hết cô ơi. Tôi làm việc với công an không à, chứ dân tôi ít có làm việc lắm cô ơi. Tính làm ca sĩ, mới mốt đi chạy show, đi cạnh tranh với Ngọc Ánh cô ơi. À, nhưng mà như vậy anh phải đổi tên gì? Chứ không lẽ anh lấy tên anh Tư hả? Đâu có, tôi đổi cô ơi, tôi đổi tên tôi cũng lấy chữ Ngọc nữa cô. Ngọc gì? Ngọc trong đá cô. Nam ca sĩ Ngọc trong đá. Cái tên nghe cũng ăn khách quen. Nếu mà tôi sửa tên này mà có người lăng xê tôi dám lên lắm mà cô. Lên đâu? Lên bờ đó cô. Thôi, được rồi anh đừng có giỡn nữa. Uống miếng nước
điện tử. Dạ cảm ơn cô. Dạ xin phép cô cho tôi được quyền nhập khẩu nha cô. Nước mưa này có bộ ngọt à ha. Nước mưa này được nè. Ơi. Anh Tư ca nghe cũng hay quá chứ. Trời ơi, tôi còn nhiều bài lắm cô ơi. Trăm mấy chục bài lắm mà. Anh còn bài gì nữa? Tôi còn bài Bãi Thượng Hải nữa cô. Cái gì Bãi Thượng Hải? Ê, không có phải đâu, Bến Thượng Hải mà. Bến chứ, bến. Mà bến bãi cũng kế bên chứ gì. Đâu cô để tôi làm thử khúc Bến Thượng Hải cô nghe coi êm không nghe. Anh ca thử đi, nhưng mà ca chưa hay đó nghe. Đảm bảo chất lượng vệ sinh đàng hoàng, không hay không ăn tiền. Cô nghe nè. Dạ. Bắt đầu. Gà quay tanh tanh tanh, gà xào tanh tanh tanh, gà chiên bơ với rượu tí, gà xe phai tanh tanh tanh, gà nấu cháo tao tao tao, gà xá ợt thật thật thật. Ê, thôi anh Tư à, đừng có ca nữa. Anh ca gì mà có gà xá ợt? Xá ợt là xá gì? Xá ợt là xá ớt đó cô. Sao anh không chịu ca xá ớt đi, anh ca gì kỳ quá vậy? Bị xuống xả ớt, sợ nó không ăn dây đờn. Mình thử buộc mình phải xuống xả ớt cô. Vậy hả? Trời ơi, xuống mấy cái đó cực lắm cô ơi. Xuống mấy cái đó nghe là cực dữ lắm. Dân phải có trình độ văn hóa thông tin xuống mới nổi. Chứ người phàm lơ mơ xuống cái câu đó là không nổi đâu cô ơi. Thôi được rồi, anh nghỉ ca đi. Em mà không kêu anh nghỉ ca, không biết anh ca thấy gà gì nữa à. Còn gà kho khô nữa cô. Anh Tư, em hỏi anh này nè. Hỏi gì cô? Sao em thấy anh chả xích lô phải không? Sao thấy anh ăn mặc sang quá vậy? Cũng không sang gì đâu cô ơi. Nghèo muốn sạc máu. Nhưng mà cái tánh tôi nghèo nghèo chứ còn là chơi mô đen Việt Kiều không à cô? Việt Kiều? Cũng không nói dấu gì cô. Có thằng em nó ở nước ngoài, nó gửi đồ về sống đắp đổi qua ngày cô ơi. Ủa? Anh Tư có em đi nước ngoài nữa hả? Có thằng em mốt nó đi năm 78 tới giờ cô. Nước nào vậy? Campuchia cô. Cái gì? Campuchia? Cũng có gửi đồ về sao? Mỗi năm vậy nó gửi về tôi 2 thùng đó cô ơi. 2 thùng? Mang thùng tới mấy chục ký lận? Thùng... Mấy chục ký? Nửa ký rồi cô. Thôi biết rồi. Nửa ký có phải là bộ đồ đang mặc phải không? Đồ đang mặc nè, chứ còn đồ nhiều lắm cô ơi. Cái gì nữa anh Tư? Đường nữa cô. Đường gì? Đường thốt nốt á. Chi vậy? Cho vợ tôi nấu chè thân bán. Trời ơi, gia đình tôi cũng thấy vậy chứ có mấy cha con mà làm việc hết trơn cô ơi. Không có ai ở không hết á. Làm việc ở đâu? Tôi thì chạy xích lô, vợ tôi thì bán chè thân, thằng hai thì giá xe đạp, thằng ba đi bán vé số, thằng bốn thì đánh giày, con năm phụ với má nó bán chè, còn thằng út thì đi móc bọc. Gia đình tôi dân làm việc không à cô ơi. Mà chắc kỳ này tôi định tôi giảm biến chế ngút cô à. Sao vậy? Nó yếu, nó móc bọc không nổi cô ơi. Yếu quá. Thôi đi anh đừng có nói giỡn nữa đi. Cô à. Dạ. Chẳng hay cô cậu Dũng ăn ở vậy mà năm nay có cu ti cu tí nào chưa hả cô? Chưa. Ủa sao chậm vậy? Mới có năm mà. Năm mà chưa có đứa nào là chậm lắm mà nghe. Năm mà chưa có đứa nào là coi chừng ổng chưa có trình độ thể dục thể thao á. Chứ còn tôi nói thiệt cô nghe, tôi mới cưới vợ 4 tháng còn 6 đứa. Thôi anh đừng có nói giỡn nữa mà. Ủa bộ cô không tin hả? Không. Không, chẳng qua gì, vợ chồng tôi ăn ở nhau mười mấy năm rồi. Mà lúc đó nghèo muốn sạc máu, đâu có tiền đâu làm đám cưới đám hỏi gì cô ơi. Cô biết không, sau này á tôi mới dành dụm, tôi chơi hụi ngày, hụi đêm, hụi kỳ, hụi tháng, mới hốt hụi làm đám cưới cho nở mặt nở mày bên vợ vậy thôi. Nhưng mà nói thiệt với cô, nghèo đạp xích lô vậy đó, chứ còn cưới vợ là đãi nhà hàng. Đãi nhà hàng? Ừ. Ý, nhưng mà nhà hàng là gì anh Tư? Nhà hàng Hoa Hòn á cô. Nhà hàng Hoa Hòn? Là nhà hàng nào sao em không nghe? Hoa Hòn là nhà hàng gần nhà hàng Hoa Biển á cô. Nhà hàng này mới xây chưa quảng cáo truyền hình. Anh đãi nhà hàng chắc anh làm lớn lắm hả? Cũng không lớn gì, nhưng mà nói thiệt cô nói không phải nổ nghe. Chứ từ hồi tạo thiên lập địa tới giờ chưa đám cưới nào qua đám cưới vợ chồng tôi nổi. Trời ơi cô biết không, cái ngày đám cưới tôi là cái ngày rước dâu đó là coi như là xe chạy không được á. Xe chạy không được? Ừ. Ủa bộ đông khách lắm sao mà xe chạy không được? Cũng không đông gì, nhưng mà bị Hoa Hòn mắc cái biển mà xe đâu có đi được cô. Cô biết không, tôi hợp đồng 2 chiếc xuồng ta đi thẻ mực đó cô, rước dâu về.
Rồi bữa đó anh đãi tới mấy chục mâm? Bữa đó phải không? Bữa đó đúng 7 giờ sáng tôi đãi cho tới chiều là 6 giờ tối luôn đó. Nguyên ngày là tổng cộng là coi như là... Mấy chục mâm? Một mâm đó cô. Gì có một mâm rồi ai ăn ai nhịn? Hai vợ chồng tôi với 6 đứa nhỏ xốp, xốp xong xuống xuồng về. Thôi, hồi nãy giờ em biết anh nói giỡn với tôi đó phải không? Đùa với cô cho vui chứ cưới hỏi gì cô ơi. Nghèo muốn sặc máu. Cô à. Dạ. Tôi nghe nói hình như cái cuộc tình của cô với cậu Dũng đó, hình như buổi đầu bà Tám bà không đồng ý hả cô? Dạ, lúc đầu thì má em không chịu, nhưng mà sau anh cương quyết quá thì má em cũng chịu. Ôi, cái bà Tám lựu đạn sét đó mà. Anh tôi nói thiệt với cô nghe, tôi không ưa cái bà đó. Ý, anh đừng bà nói như vậy. Bà tối ngày mở miệng là tiền, mở miệng là tiền. Bà ngủ bà ngay, tôi cũng nghe hơi tiền nữa cô. Bởi vì mỗi lần mà bà đi xích lô tôi nghe tôi chở bà tù lạng, tôi đắc. Ừ, cho bà đứng tim chơi vậy hả? Anh Tư à, mai mốt anh có chở má em, anh đừng có chạy như vậy. Anh chạy như vậy rồi té chết má em sao? Dễ gì chết cô ơi, bà sống dai dữ lắm. Trời đánh bà bãi búa còn chưa nhúc nhích nữa cô. Anh mà Tư... Thiên Lôi mà nhá bà một cái là mẻ búa liền đó cô. Thôi, anh đừng có nói vậy. Anh nói vậy má em nghe được, má em buồn anh đó. Ôi, mà cho dù bà có buồn cũng ăn nhầm gì. Cái loại người tôi không có ưa, sống chi chật đất uổng công người đời. Anh Tư ơi, anh nghe lời một chút, má em nghe được thì ba sẽ buồn anh. Nhà tôi ở, cơm tôi ăn, miệng tôi nói mắt mơ chị bà buồn giận tôi chứ. Ê Tư, ai kêu tôi đó? Đó kêu đây. Ô kìa, tám tiền góp giọt vô số miếng liền. Đứng lại. Tao biểu mày đứng là mày phải đứng lại, nghe chưa mày? Bà làm gì bà chặn xe tôi bà Tám? Xin lỗi bà đâu phải cảnh sát giao thông. Không phải cảnh sát giao thông nhưng tao có quyền với mày, được chưa? Có quyền gì? Ngộ. Gì ngộ? Trời ơi, có cái bảng xe kìa. Thôi vừa phải thôi nha cha nội. Xích lô thì để mẹ nó xích lô đi. Bày đặt Toyota. Trời ơi, Toyota gì mà thấy ghê vậy trời. Xin lỗi bà nghe bà Tám, Toyota đời mới có máy lạnh máy nóng đàng hoàng đó. Muốn lạnh muốn nóng đó. Trời mưa lạnh trời nắng nóng đó. Máy lạnh thiên nhiên đó bà Tám ơi. Thôi vậy mày. Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ á, mày lấm cái lỗ tai mày nghe bà hỏi nè. Hỏi đi. Ê, nãy giờ mày nói xấu gì tao mày? Nè, tao cho mày biết nha. Tao cấm mày không được nói xấu người vắng mặt nha. Dạ, xin lỗi bà Tám nha. Đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ. Trán bà sao bà không sỉ, bà sỉ trán tôi. Ê, cái đồ à. Cái đồ gì? Cái đồ à. Đồ gì? Cái đồ đạp xích lô chứ đồ gì? Kệ nó, đồ đạp xích lô vậy đó còn đỡ hơn cái đồ. Cái đồ gì vậy? Cái đồ. Đồ gì? Đồ cho tiền góp. Tôi đâu có tè bà lắm. Nè, bà nói cho con biết nha. Ừ. Nếu không có những người cho tiền góp như bà là con đối rã rột nhất con. Mà không có những người đạp xích lô như tôi á thì bà Tám cũng đi bộ mệt xìu. Không đâu mày. Đồ đồ gì? Cái đồ nghèo mạt riệp chứ cái đồ gì? Kệ nó, đồ nghèo mạt riệp vậy còn đỡ hơn đồ. Cái đồ gì? Cái đồ gì? Nè, mày phải nói cho rõ ràng như mày cái đồ gì? Cái đồ gì? Cái đồ gì? Giàu có ai lời. Tưởng gì chứ mày nói tao giàu hả? Tao còn khoái nữa. Nè chửi nó đi con, chửi đi, bà cho phép con chửi thoải mái. Bởi vì bà giàu, bà có tiền, bà ăn nhà hàng, bà ngủ niệm múa. Cái đó là bình thường trong xã hội. Trời đất ơi, nó bày đặt nấu lố mùi cái lương nữa nè trời. Nè. Bà cho mày biết. Như vậy mà mày cho là bình thường trong xã hội là sao? Bà giàu có thì bà ăn niệm mút. Cái gì? Mày nói cái gì? Lộn, quên. Bà giàu có bà ăn nhà hàng, bà ngủ niệm mút. Chứ sao còn mày? Tôi nghèo, tôi vui, tôi đạp xích lô. Tôi buồn, tôi mô một xị. Tôi uống, tôi xỉn, tôi phê, tôi phè. Trời ơi là trời dịch bắt mày. Mày biết tao liệu mà sao mày chọc tao hoài vậy mày? Ráng đi con. Ráng phè đi con. Ráng phè đi. Rồi mũi cắn thấy mũ nổi nghe con. Kệ nó, có mũi nào nó cắn tôi thì nó xỉn nó chịu. Bởi vậy, mày ăn nói như vậy là mày nghèo phải lắm rồi. Kệ tôi bà Tám, mà tôi nghèo vậy chứ tôi ngon hơn bà đó. Cái gì? Mày nói mày ngon hơn tao à? Mày ngon hơn tao chỗ nào đâu mày nói tao nghe.
tôi nghèo chứ tôi ăn ngủ khỏe re. Còn bà tối bà ngủ bà nhắm có con mắt à. Ê, sao mày biết tao ngủ tao nhắm có con mắt mày? Thì bà ngủ bà nhắm con, còn con bà thức bà canh ăn trộm. Tao nói gì mày hỏi tao phải không? Mày hỏi tao phải không? Trời ơi, chết mẹ cái xe rồi. Bố làm sớm bà Tám bá phá hoại tài sản nhân dân. Bố công ty xuất nhập khẩu bà Tám bá phá hoại tài sản dân nghèo. Ông Quang, ông Quang, nhắc mày. Mày có chịu dịnh xe cho tao xuống không? Trời ơi, chết mẹ cái xe tôi rồi. Trời ơi, chạy hết trơn rồi. Chết cái xe rồi. Mau dịnh xe cho tao xuống. Từ từ nè. 1, 2, 3. Trời ơi, chết mắt mày. Chết rồi, trời ơi. Bể cái bộ ngực Omega của tôi rồi trời. Gì cười mày? Trời ơi, cái bộ ngực gì mà cái bộ ngực Omega, mắc cười quá. Vậy chứ bộ ngực gì? Bộ ngực này ném gì bộ ngực single file rồi má ơi. Cái vậy? Bộ ngực tao như gì mà mày dám nói bộ ngực single file hả mày? Chứ gì nữa. Không cần nói vậy mày. Bây giờ mà thả nó xuống. Xuống giùm con cái đi mẹ. Trời ơi, chán quá. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, dứt tắt mày. Ê, thằng ông Hoàng, đẩy xe ra khỏi nhà ta. Đi mau mày. Đi thì đi chứ. Bà Tám. Vậy con nói cho bà Tám biết nha. Cái xe con từ hồi sáng tới giờ mới chạy được có một cuốc thôi. Mà nãy giờ bà Tám lết tới lết luôn ngay cái đầu xe tôi á. Bây giờ tới chiều tôi ế là tôi đốt đó nha. Ê, mày đốt cái gì thằng quỷ? Tôi mua giấy tiền vàng bạc gạo muối tôi đốt tôi cúng đó. Đồ vô duyên. Kệ nó vô duyên vậy đó. Vô duyên vậy mà biết thục bị da lỗ thôi. Bà biết thục bị da lỗ không? Sao? Vô duyên vậy mà biết karaoke thôi. Bà biết karaoke như tôi không? Ôi, tầm thường trong xã hội. Sao? Đó là tao ca hà rậm vậy. Thôi con lại bà Tám. Cái hơi của bà mà đút vô karaoke người ta chắc bứt lo cháy máy hết qua bà Tám. Thôi nín đi mày. Đừng có nói dài dòng nữa. Bây giờ tao yêu cầu mày đẩy xe ra khỏi nhà tao. Đi thì đi chứ. Hey. 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 ID xích lô xin mời lên xe da rẻ bình dân. ID xích lô. Xích lô. Kawasaki, Suzuki, sau bằng Honda, xích lô thì hơn. ID xích lô. Xích lô, xích lô. ID xích lô, xin mời lên xe da rẻ bình dân. ID xích lô. Xích lô, xích lô, xích lô. Da rẻ, xe, 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 xe. Rồi, gió. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe Thanh Nam, Y Phương và Tô Kiều Lan thể hiện trích đoạn.